Bao nhiêu người Việt tham gia chiến tranh thế giới lần thứ nhất? Theo phát biểu của nhà sử học Pierre Grosso tại triển lãm ảnh người Việt Nam trong chiến tranh thế giới thứ nhất 1914 đến 1918 tại Pháp năm 2014, trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã có gần 10 vạn người Việt Nam được tuyển dụng và đưa sang Pháp phục vụ chiến tranh. Những người này vừa là thợ vừa là lính, làm việc chủ yếu trong các lĩnh vực như hậu cần, chế tạo quân dụng, vũ khí, thu dọn chiến trường vận chuyển thương binh và trực tiếp chiến đấu. Cụ thể, có 4 tiểu đoàn chiến đấu lính thuộc địa Đông Dương, trong đó hai tiểu đoàn chiến đấu chống lại quân Đức trên các chiến trường ở Đông Bắc nước Pháp, hai tiểu đoàn chiến đấu ở mặt trận phía Đông bao gồm Hy Lạp, Macedonia chống lại các đạo quân đến từ Áo, Bulgaria và Albania. Còn có 15 tiểu đoàn khác làm công tác hỗ trợ hậu cần cho quân đội. Họ là những người thợ làm việc tại các kho vũ khí, xưởng thuốc súng và các xưởng quân giới cùng với lực lượng đến từ Việt Nam, còn có 24 vạn lính thuộc địa đến từ châu Phi và các nước Đông Dương khác. Không chỉ có con người, ngân quỹ Đông Dương cũng đóng góp 541 triệu franc Pháp cho chi phí chiến tranh của Pháp, hàng chục tấn vũ khí và hàng hóa được chuyển từ Đông Dương tới các chiến trường tại Pháp. Theo số liệu trong cuốn Tiến trình lịch sử Việt Nam do giáo sư Nguyễn Quang Ngọc chủ biên, năm 1916 là thời điểm người Việt Nam được huy động cao nhất cho cuộc chiến tranh. Đến tháng 2 năm 2018, đã có trên 9,24 vạn người Việt trên các mặt trận của nước Pháp, những người còn lại được đưa vào đội quân chống nước Nga Xô Viết. Việt Nam cũng phải đóng góp gần 400 triệu franc, 35 vạn tấn gạo, ngô, thuốc lá cùng hàng vạn tấn khoáng sản khác. Những trang sử đau thương này đã góp phần tạo nên cộng đồng người Việt lâu đời và đông đảo ở nước Pháp hiện nay, đồng thời cũng giúp chúng ta thấy rõ hơn những duyên nợ của hai quốc gia Việt Nam và Pháp.